Với người nghệ sĩ, ngoài gương mặt xinh tươi, rạng rỡ, tràn đầy sức sống thì cũng cần một hàm răng đẹp để nụ cười được hoàn hảo, thu hút hơn. Chính vì thế, nữ diễn viên Hà Kim Phượng đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Giang, khoa nha và chỉnh hình hàm mặt của bệnh viện FV để được thăm khám và tư vấn về công nghệ niềng răng kỹ thuật cao Vinci Smile, hay còn gọi là niềng răng trong suốt, niềng răng không mắc cài. Có thực sự khó nhìn thấy? Niềng có đau không? Ăn uống thế nào? Giá bao nhiêu? Vinci Smile là công nghệ niềng răng tiên tiến nhất hiện nay. Phương pháp này không sử dụng bắt cài và dây cung như phương pháp niềng răng truyền thống, mà sẽ dùng các khay trong suốt để điều chỉnh và sắp xếp các răng về vị trí mong muốn, nên đảm bảo tính thẩm mỹ trong quá trình niềng. Bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể niềng răng trong suốt Vinci Smile nếu răng đã mọc đầy đủ, hoàn chỉnh. Sau khi đã kiểm tra và scan răng cho diễn viên Hà Kim Phượng, bác sĩ Giang cho rằng răng của Phượng bị khấp khểnh ở mức độ nhẹ. Chỉ cần niềng trong vòng 7 đến 8 tháng, Phượng sẽ có được nụ cười như mong muốn. Cái quy trình niềng răng là chỉ làm như vậy thôi hả bác, hay là làm thêm cái gì nữa không ạ? Thì sau khi chúng ta chụp khám, chụp phim, scan dấu răng như này nãy giờ ha, thì là chúng ta sẽ gửi qua cho một cái trung tâm niềng răng Vinci Smile cho bên Mỹ. Thì sau đó người ta sẽ sản xuất cái khay, người ta đồng ý cái kế hoạch điều trị của bác xong rồi người ta sản xuất cái khay. Sản xuất khay về thì người ta khi người ta chuyển khay về, người ta có tên mình ở trên đây nè. Có tên mình ở trên từng cái khay luôn. Thì sau đó bác Giang sẽ hẹn em lại một ngày, mà khi người ta đã giao khay rồi á thì bác Giang sẽ gửi khay cho em mang. Thì em mang sẽ khoảng từ 20 cho tới 22 tiếng một ngày. Và cứ mỗi 2 tuần gì đó mình sẽ đổi một cái cặp khay. Bác ơi, như mình niềng răng thì có đau không bác? Thật ra để mà di chuyển răng á thì cái khay này á, nó vẫn có những cái tác động nhất định. Tức là nó vẫn có khó chịu chút xíu khi mình đổi khay. Theo kinh nghiệm của bác trao đổi với những bệnh nhân của mình ấy, thì đa phần người ta chỉ khó chịu khoảng chừng 20 cho tới là 30 phút đầu khi mà mình đổi cái khay thôi. Rồi sau đó người ta lại không có cảm giác gì nữa. Tức là dễ chịu hơn, thẩm mỹ hơn, không có sâu răng hơn. Và tự tin hơn. Và gần như là không ai thấy. Cái khay này nó tiện dụng ở chỗ là mình có thể gỡ ra khi mà mình ăn thì mình gỡ ra, mình chải răng cho nó sạch sẽ hết rồi á thì bắt đầu mình đeo lại vô miệng. Mỗi ngày mình đeo thì tối thiểu khoảng 20 tới 22 tiếng. Thì nó sẽ hạn chế cái chuyện là mình sâu răng. Tại vì khi mình gắn mắc cài theo cái kiểu truyền thống như vậy thì thức ăn nó mắc vô những cái kẽ. Mình rất là khó làm sạch những cái răng. Là một nữ diễn viên, Kim Phượng cũng quan tâm đến việc liệu khay Vinci Smile có gây khó chịu khi nói. Tuy nhiên, bác sĩ Giang cho biết khay Vinci Smile chắc chắn không gây trở ngại cho phát âm. Cũng giống như niềng răng truyền thống, cần có một khoảng thời gian thay đổi thói quen ban đầu do cảm giác có một thứ gì đó mới trong miệng. Thời gian làm quen người bạn mới này thường không quá 2 tuần. Vậy cái này em đeo xong rồi tới mấy tháng là em tới khám lại à? Thường thì bác Giang sẽ đưa cho em 2 cặp, tức là khoảng 1 tháng em mới quay lại em đổi khay. Nhưng mình niềng răng trong suốt thì bao lâu mình có thể là đẹp được cái hàm răng của mình đó chị? Thường thì tùy thuộc vô cái ca. Thí dụ những cái ca mà nó phức tạp quá, nó khó quá thì cái số lượng khay của mình mang nó rất là nhiều. Những cái ca mà răng nó lộn xộn nhiều quá hoặc là nó hô quá thì cái ca đó thì nó cái số lượng khay nó đeo nhiều thì thời gian nó sẽ lâu. Còn như em thì nó chỉ có lộn xộn với nó khấp khểnh một số chỗ thôi thì cái số lượng khay của mình tầm từ 12 tới 15 cặp khay thôi. Thì cái thời gian nó rất là nhanh. Như bộ răng của em thì bên mình làm giá bao nhiêu ạ? Sau khi mà mình có cái số lượng khay cụ thể từ cái hãng nó gửi về, nó submit đâu đó cái kế hoạch của mình rồi nó sản xuất ra cái khay thì lúc đó mình sẽ có cái giá cụ thể. Nhưng mà hiện tại vì mỗi người sẽ có cái số lượng khay khác nhau cho nên là giá nó sẽ khác nhau. Bạn có thể đến FV khám, tư vấn và điền răng như Hà Kim Phượng để sở hữu hàm răng đều và đẹp, để có nụ cười hoàn hảo và sự tự tin trong công việc, giao tiếp hay học hành. FV đang có chương trình ưu đãi giảm 15% từ nay cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chỉ từ 51 triệu đồng cho cả liệu trình niềng răng trong suốt Vinci Smile. Cần biết thông tin chi tiết về công nghệ niềng răng Vinci Smile, vui lòng liên hệ khoa nha và phẫu thuật hàm mặt qua hotline 028 54 11 3435.
Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like hoặc chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Bệnh viện FD để theo dõi những video mới nhất, những thông tin sức khỏe hữu ích các bạn nhé.